Ở clip trước mình đã review sơ qua cho anh em cái tựa game Ngọc Rồng Chất. Thì để tiếp nối với hành tinh Saya, hiện tại mình cũng đã nhập hoàn thiện xong tất cả các cái code trên diễn đàn. Mình mới lọc ạc, mới nhập cái code thôi đấy. Mình đã không khác gì là vua chúa rồi. Anh em nhìn kìa. Vâng, không làm mà vẫn có ăn là chỉ có nhập cái code thôi. Với cái vốn liếng to bự như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm gì đây ta? À, để coi cái bộ 1 sao ở trong cái server này nó sẽ ước ra được cái gì nhá. Mình thấy cái giá trị của bộ 1 sao này là chỉ có viên 3 sao để ép sức đánh thôi. Nói sơ qua cái cơ chế ở bên này hầu như là tất cả đều free nhá. Nếu như anh em chơi set kích hoạt á, thì anh em sẽ dùng đồ hủy diệt để đổi ra. À, còn không thích chơi thì anh em có thể chơi bằng set hủy diệt hay là set thiên sứ. Set thiên sứ ở bên này nó free luôn nhé anh em. Thì đây, đối với một set hủy diệt thì nó sẽ cộng thêm cho anh em một cái chỉ số ẩn. Đó chính là 5 món là sẽ cộng được 30% sức đánh. Tức nghĩa là áo, quần, găng, giày với lại cái nhẫn đó anh em. Đó là đủ 5 món là sẽ cộng thêm. Ngoài ra nếu như anh em không thích chơi set hủy diệt thì anh em có thể dùng cái set này đổi ra một set kích hoạt nhé. Anh gặp Will đảo game để đổi thành một set kích hoạt á. Thì Saiya thì nó sẽ cho anh em là set Kakarot nè, set Nappa nè, set khỉ nhá. Ở bên này cũng có bung khỉ được anh em ạ. Đa số thì mấy cái code hủy diệt á thì nó sẽ nằm ở trong cái code là code VIP 1 tới 15 nhá. Tức nghĩa là từ 1 tới 15 là anh em có thể nhập được là 15 bộ hủy diệt cả ba hành tinh luôn nhá. Nhưng mà đối với code VIP 11 á tới 15 á thì nó sẽ không cho hành tinh trái đất đâu. Bởi vì hành tinh trái đất là chỉ chơi một set thôi, còn đối với Saiya với lại Namek thì rất là cần hai set luôn, bởi vì hai set Nappa cho đệ tử nè, hay là hai set Piccolo cho đệ tử á. Còn trái đất thì chỉ có một set cho sư phụ thôi anh em ạ. Cho nên nó rút bớt á. Thỏi vàng ở đây thì có một cái code là thỏi vàng. Đó, TV thì sẽ được thêm là 19 thỏi vàng. Thỏi vàng này thì anh em không thể giao dịch được nhưng mà có thể mua được đồ ký gửi nha anh em. Ngoài ra thì đây là một set thiên sứ dành cho trái đất nhá. Đó, cả ba set luôn, anh em muốn chơi set nào cũng được. À, nhưng mà khác hành tinh thì chắc chắn là sẽ không được rồi. Nhưng mà nó sẽ yêu cầu sức mạnh của anh em là đạt tới 500 tỷ hay là 60 tỷ như thế này thì mình hiện tại cũng chưa đủ đâu. Vì sau thì mình sẽ úp được. Đây là set Saiya của nó nhé anh em. 2K2 giáp này. Đây là cái chỉ số dinh của nó luôn nhá. Có quần là 85K, khá là cao luôn á, chỉ số ok phết. Đấy, găng này 9K. Nhìn thì thấy chắc chắn là sẽ đẹp rồi đấy, nhưng mà hiện tại là chỉ để trưng thôi, bởi vì mình cũng không có đạt yêu cầu sức mạnh này để mặc được. Áo là 60 tỷ mới mặc được. Còn cái quần thì tới tận 500 tỷ, căng rứa. Nhưng mà anh em yên tâm, không có gì khó, chỉ sợ váy không đủ tiền thôi. Thì nói chung là ốp sức mạnh ở bên này thì nó dễ lắm, cực kỳ dễ luôn. Đây là chỉ là khởi nghiệp đầu tiên thôi nhá. Giờ là mình sẽ thử ước bộ một sao thử coi. Coi bên trong này nó có cái gì nè. Sơ qua thì anh em đủ thấy là cái độ free của nó là cũng hơi căng đấy. Nhưng mà bên trong thì không biết là ra gì không nữa. Đây, đây là cái bộ một sao của nó, là điều ước đầu tiên là 20 tỷ vàng. Điều ước thứ hai là đổi đệ tử, đổi skill ấy. Nhưng mà không có ai rảnh mà để ước bộ một sao này để đổi mấy cái skill này đâu. Đa số thì anh em sẽ chọn mấy cái điều ước cuối là sẽ tăng HP hay là sức đánh hay là cái gì đấy trong 30 phút để đi săn boss ấy. Chứ bộ này hơi phế nha. Ngoài cái ước đẹp trai nhất vũ trụ này ra thì mình thấy là không có gì là ngon cả. Ước 20 tỷ á thì cái giá viên 3 sao ở trên server này á là tầm 15 đến 20 thỏi vàng. Thì thay vì anh em mua thì có thể bán lại một viên 3 sao thì cũng đã lời lắm rồi. Có ai rảnh đâu mà đi ước đúng không? Rồi, cải trang thì anh em cũng đã thấy rồi đúng không? Cực kỳ nhiều luôn. Chỉ số thì ok. Ôi nhưng mà mấy cải trang này làm cái gì đó trời. Trời ơi nó khủng chưa? Nó khủng tú quỳnh chưa? Không có một chỉ số nào luôn. Chắc là dùng để chat thế giới như này kia thôi chứ. Đây, có một cải trang chó nữa nè. Trời ơi. Khác gì con chó không? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi mở set kích hoạt đi ha. Đối với hành tinh Saiya thì hồi nãy mình cũng đã nói rồi là có 3 set Kakarot với lại Nappa. Thì chắc chắn là mình sẽ chơi Nappa hoặc là Kakarot rồi. Thì mình cũng có 15 set đúng không? Là mình có 15 cơ hội để mở ra được hai set Nappa. Chơi là phải chơi hai set bởi vì mình cho con đệ tử nữa. Rồi anh em tới đảo Kami xong gặp Will nâng cấp hủy diệt là sẽ ra được cái này nhá. Cứ bỏ một món hủy diệt vào. Tất cả hành tinh cũng được nhưng mà anh em ép mấy cái hành tinh khác thì chắc chắn là sẽ không mặc được rồi. Đây, một cái áo vải thô là set này là set Kakarot rồi nè. Nhìn cái lượng đam của nó đi là chỉ có 150 sát thương Kalid thôi, là nó không có ảo đam đâu nhá. Nó không nhiều, nó cũng không ít. Nói chung là cũng được đấy. Đây, tiếp tục là một cái quần nhá. Đối với cái tỷ lệ này á thì đa số thì nó sẽ rơi. À da, chưa nói hết câu nó đã ra rồi. Ý mình bảo là cái cơ chế bên Saiya này á, mấy cái set Kakarot hay là set Nappa tỷ lệ nó khó lắm. Đa số là nó sẽ ra mấy cái set khỉ độn này nhiều. Rồi, thử một cái găng nữa coi. Ôi cha, ra luôn cái găng Nappa nè. Vậy là mình đã đủ 3 món set kích hoạt của cái hành tinh này rồi. Nhưng mà set thì vẫn chưa đủ nha. À, anh em nhìn sơ qua thì mấy cái set này nó cũng thấp lắm nhỉ, nhìn nó thấp thấp sao. Một cái găng calix thì có 150 thôi, hóa khỉ thì không tính rồi, còn cái găng vải thô thì là 120% HP.
Ok, đây là thành quả sau khi mình đã ép 15 set hủy diệt nhé. Mình có chắc trong tay là một set Kakarot rồi đấy. Còn đối với set kỳ độc thì thôi, khỏi phải nói ha. Tính bằng ký luôn á. Ra nhiều lắm. Nhưng mà có hai cái radar nắp 3 là thấy ngon rồi nha. Để xem lại nhé. Mình nghĩ là vẫn đủ thôi, vẫn dư xăng hai set thôi. À quên nữa, còn đối với mấy cái món như khác hành tinh á, mấy cái món 5 mét hay là cái món hủy diệt trái đất gì đó, anh em không nên vứt nhé. Vứt là phí phạm ấy. Phí phạm của admin á. Anh em có thể bán lại cũng được. Thay vì anh em có thể vứt vứt thì chắc sẽ mất rồi, nhưng mà anh em có thể về làng sau đó anh em bán cho mấy cái shop này thì cũng được một tí, gọi như là an ủi cũng được. Có nghĩa là một món này nó sẽ cho anh em là 100 triệu, nhìn nó hơi bèo đấy, nhưng mà nó đỡ hơn cái mấy cái món của thiên sứ, nó đéo có giá luôn, chỉ có 1 đồng nè. Nhưng mà vứt thấy phí quá nhờ. Thôi bán đi, bán mấy món set hiệu gì đi, còn thiên sứ mình sẽ giữ lại nha. Hiện tại thì mình đã dọn sạch hết rương rồi, thì trong lúc dọn thì mình thấy là đã đủ hai set nắp ba luôn, cùng với đó là một set Kakarot cũng đủ luôn. Nhưng mà nắp ba vẫn là chân ái đúng không? Rồi. Cho những người anh em nào chưa biết á, là sau khi anh em mặc một set hủy diệt hay là một set kích hoạt gì đó thì nó sẽ cho anh em một cái danh hiệu. Rồi, bây giờ mình thử mặc một set Kakarot đi ha. Danh hiệu thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm, nhìn nó hôi lắm lắm, nhưng mà có còn hơn không. Đây cũng gọi như là một cái danh hiệu mà nó gắn liền với anh em luôn á, là sau khi anh em mặc cái set nào thì nó sẽ gắn vô cái set đó thôi. Và cũng có một vài cái danh hiệu mà nó giúp anh em tăng sức đánh hay là HP cây gì đấy. Đại khái là về sau đi mình sẽ nói thêm nhá. À, thêm một cái găng nữa đúng không? À, một cái găng Kakarot đâu đây đó, anh em thấy chưa, một cái set Kakarot chất à? À đúng rồi, chất nhá anh em, này gặp một chất mà à, nhìn nó cũng được mà đúng không, đâu đến nỗi chi đâu. Ok, vậy là một set Kakarot với cái lượng vàng mà từ ghi code là anh em cũng đã thấy rồi, là 1.122 tỷ. Cái này thì dư sức cho anh em đập full set 7 sao hay là 8 sao gì đấy. Nó không phải dư sức đâu, mà nghĩ là 8 sao thì hơi khó đấy, chắc tầm 6 7 sao thôi. Ok, tóm lại là clip hôm nay là chỉ thế này thôi nhé anh em. Chủ yếu là hôm nay là mở set kích hoạt, còn clip sau là mình sẽ đi úp sức mạnh cho con hàng này nhé. Đây, set nắp 3 của nó thì nó thay đổi luôn là nắp 3 chết. Rồi, clip mình cũng tới đây thôi nhé. Hẹn em ở clip tiếp theo. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ tốt lành nhé. Bye bye.